Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Begudai và tiếp tục series chúng ta trở thành những chú cá với hành trình trở về đại dương. Đấy, hôm nay mình sẽ trong vai một con cá đáng sợ và nguy hiểm nhất, đó chính là cá mặt quỷ. Mình đoán rằng là con này sẽ có khả năng tấn công người khác bởi vì nó có một hàm răng rất là sắc nhọn. Anh nghĩ ngoài tấn công ra nó còn có thể nhai được nhiều thứ, nó cắn, nó dây, nó xé, nó phá hủy. Và chắc là bọn mình cũng làm được rất nhiều món với con cá mặt quỷ nên bên này mình phải chết nhiều nha. Cá mặt quỷ nghĩ không ăn được đâu và ăn nó không ngon. Thôi, còn bây giờ chúng ta vào hành trình luôn nhá. Và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo. Rồi, vào video luôn để xem hành trình con này có gian nan và nguy hiểm như những con khác không. Ok. Đây rồi, ngoan sinh yêu của các bạn đây rồi. Răng râu của các bạn đây rồi. Đây, đập. Đấy, nó vừa anh vừa nói nó răng vô nó định đập anh luôn các bạn ạ. Thôi được rồi. Ok, ra chơi luôn. Hôm nay tao sẽ trong vai của mày đấy, đừng có đập tao. Ok. Đây Quý Thành vừa nói với các bạn là cá mặt quỷ ăn không ngon đúng không? Nhưng mà mình vừa mới tra Google các bạn ạ. Đấy, các bạn vào game đi. Đây. Cá mặt quỷ như ở trong cái gọi là khu thành phố. Nhưng mà thành phố lại ở cái thung lũng rất là xa. Đúng rồi. Và đây có con sông này các bạn này. Chắc phải đi theo sông. Rồi, bắt đầu vào hành trình của cá mặt quỷ. Đi thôi. Có vẻ như là một thị trấn các bạn ạ. Ok, thị trấn miền núi. Phố núi. À, một ngôi nhà. Nhà xinh quá, mình rất thích màu xanh nước biển. Cá mặt quỷ đang rất buồn buồn như con chuồn chuồn. Rồi, 4 giờ chiều rồi. Suy sụp. Buồn ngủ quá. Bị điên à? Bắt đang im gì? Nhắm vào. Và mơ về những ngày tháng vui vẻ với những người bạn. Ôi, buồn quá. Và mình là đứa tham ăn nhất. Cái gì mình cũng hốc. Đấy. 4 giờ rồi, không được. Mình phải cố gắng để thoát ra khỏi đây và gặp những người bạn của mình kia rồi. Cá vàng kia rồi. Cá vàng gửi tín hiệu SOS rồi. Đúng rồi, đi thôi. Đi thôi, mình phải tụ họp với những người bạn cá của mình. Yeah. Và mình sẽ cho các bạn một ít thông tin rất là hay về cá mặt quỷ. Đó là cá mặt quỷ là một trong những món ăn đặc sản trong các nhà hàng hải sản vì thịt cá có vị thơm ngon đặc biệt. Tuy nhiên nha, nếu vây lưng của nó mà đâm vào da thịt bạn hãy nhớ đến bệnh viện ngay. Rồi đây này. Vậy nên rồi, là mổ thịt nấu đi này, dụng rồi. Vậy nên là cái con này ấy, các bạn ạ, nó sẽ có khả năng tấn công người khác bởi vì là cái vây của nó đâm vào người là con người sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài ra anh thấy cái răng của nó cũng kinh đấy ạ. Anh vừa bị rơi rồi. Chắc là chỗ cực khó các bạn kia, ạ. Kia, khó gì đâu. Nó rơi có quán tính, nó lăn đi. Ốc phải chơi ốc mới hiểu được. Em không hiểu, em thấy bên này chơi tệ. Chơi tệ cái gì, chơi hay thế. Mấy con kia rồi qua màn hết, chiến thắng hết. Đây rồi. Rơi xuống. Cắn cái gì? Rơi. À đây đây. Ồ, bây giờ mình, chui xuống đây. Không, checkpoint chưa, chưa checkpoint đâu nha. Checkpoint rồi. Checkpoint rồi. Bây giờ mình sẽ cắn cái này để moi cái này lên. Các bạn hiểu không? Moi cái nắp của cái cống lên. Hay là cắn cái vòi này. Cắn vòi để làm cái gì? Unspace, nhảy lên, unspace. Không lặn xuống được à? Đốp đi, unspace. Có vẻ như không được đâu. Bọn mình sẽ phải làm gì đấy với cái vòi nước kia mới đúng. Đấy, anh bảo rồi, ốc không tin anh. Đợp vào đấy, giữ vào đấy, dãy đi. Dãy đi. Nó tràn nước ra. Rồi, ok. Đừng có mà cứ Bê Quy Thành là ấn phím cách nhiều, thành ra cái mồm nó cứ như này này các bạn này. Nên là nó mới không giữ. Đây, đây à. Nhảy cả cái này mang đi này. Rồi, nhảy lên, nhảy lên. Rồi, nhảy lên nhá. Nhảy lên. Rồi, bơi theo nào, chỗ nào. Bây giờ nhà này ngập con luôn này, con này báo thật rồi. Nhà này thành cái ao luôn. Đừng có đi ra ngoài. May nó không thấy tới ổ điện không mà điện ra đây là điện giật tê tê cá chết từ từ đấy. Để đi đâu bây giờ? Đi bên sang, sang bên này. Cái này. Cửa kia. Cửa đây à? Đâu có đẩy được cửa đâu. Không đẩy được cửa à? Không. Thế đúng. Thì cửa bên kia. Không đúng rồi. Thế đi vào trong nhà hả? Đi vào tủ lạnh cá đông băng. Mình nghĩ không phải. Không phải đâu, anh nghĩ là phải có một cái gì đấy để chúng ta có thể đi được. Cái gì đấy? Thế thì có điểm đỏ đỏ này. Cắn vào cửa này mà. Cắn được không? Đợt đúng vào, đợt ra ngoài này. Mở được nè. Hóa ra có những cái điểm đỏ đỏ này chúng ta sẽ cắn vào được các bạn. Đi vào luôn đi. Đánh dấu cho mình. Đánh dấu cho mình. Lại được ống nước, mình sẽ cắn cho cái ngôi nhà này ngập luôn các bạn. Trong thì đấy mình cũng chưa biết để làm sao. Dai. Cố mạnh lên, hay quá. Nước sẽ dâng đấy các bạn ạ. Thấy sự lại của cá mặt quỷ ta chưa? Đây chỗ này có đỏ đỏ này, đánh dấu cho mình này. Đợi nước dâng lên đã. Đúng rồi. Thế chưa? Con này báo thật rồi. Con này đúng cá mặt quỷ thật. Quá báo rồi. Cái này cá báo thủ rồi, các bạn. Dãy đây. Đánh mạnh vô. Đánh mạnh luôn.
Ok, wow. Lại có đường ống nước ở đây. Ông bà chủ này về nhà tự nhiên thấy nhà ngập lụt luôn. Đây, đây, what the hell? Ok, ok. Chết rồi, mắc vào đây rồi. Không, không mắc được. Bây giờ thôi các bạn. Có vẻ như là nó sẽ dâng lên rất là cao. Ồ, mình nhảy được cửa sổ nữa không ạ? Thậm chí là mình nghĩ là không phải cửa đấy đâu, mà là cái cửa kia. Ờ, cái cửa nứt, cửa nứt nứt kia mới hút được. Còn hút vào cửa kia là vỡ biêu đầu đấy. Đúng rồi, mình sẽ hút vào cái cửa này. Hút lên baby Thành ơi. Ờ. Đấy đấy, sắp được rồi. Ờ, từ 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 từ. Nó chưa cao, bây giờ nó cao nè. Ơ sao cứ nhảy chỗ cao nhảy chỗ thấp được luôn nhỉ? Ờ đây, từ từ. Lấy đà. Ôi trời ơi. Ồ, cắn cái này được không? Nhưng mà anh nhảy. À, lấy cái búa. À, đập vào cái búa, đúng rồi. Đúng rồi, đỏ đỏ. Ê, kéo nó lên. Đập, đúng, đập đúng, vào đúng, đỏ đúng, đỏ. Đúng, 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 đúng rồi, những cái đào đỏ đỏ là đập nhỉ. À. Rồi, nó hơi nặng. Cố lên. Ôi giời. Ồ. À, cá cực thông minh. Đúng rồi. Ồ, checkpoint, checkpoint, checkpoint. Checkpoint, checkpoint, checkpoint. Chưa checkpoint đâu các bạn ơi, cẩn thận. Ồ, nguy hiểm nha. Được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lăn xuống dốc ấy, mình nghĩ vậy. Chứ lăn lên hơi khó. Đi ra chỗ thấp thấp này thôi, không là bên kia là vỡ đấy các bạn. Ừ. Đấy, hành trình ui, toàn ô tô này nó dẫm cho phát thì thôi. Xuống dốc nhá. Phanh 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 lại, đấy, đi từ từ thôi. Phanh 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 phanh. Bơi ngược lại để giảm tốc độ các bạn. Ồ. Ê, xuống dốc đi. Bị quay xe, quay xe, quay xe. Ui giời, giật cả mình. Đừng có đi xuống lòng đường. It was at this moment that he knew he fucked up. Xin vĩnh biệt cô. báo cảnh sát, tai nạn giao thông, cá bị tông chết trên đường. Cải thích nhỉ các bạn nhỉ. Mình phải đi vào dãy đường nha các bạn. Ừ, bên Hoành làm rất đúng công thức rồi nhưng mà nó hơi quá. Công thức thì đúng nhưng mà làm như hơi sai. Cua vào dãy đường. Đấy. Tại là cái bình này nó lan thì mình lắm khi là rất khó điều khiển. Ủa mày thế. Đấy đấy, qua đây tí. Lăn, cố gắng lăn trên vỉa hè. Ủa nó. Bọn này ô tô nó rất là đi sát đường. Ui thôi rồi, thôi rồi. Tạt vào. Tạt vào ngay. Ui lấn được lên vỉa. Nhưng mà không lên. Ui không sao, cái này vẫn đi được. Có những con đi rất là sát đường mới sợ thôi. Có ô tô. Có ô tô nhưng mà không đi đường này. Đi qua bên này. À đây. Sang đường. Ô tô. Ôi, sang đường đi. Phanh lại. Sang đường. Lăn đi. Bruh. Cái xuyên được rồi. Hợp lý ở đấy. Sát đường. Lần này ok hơn rồi. Mượt. Đây rồi. Sắp vỡ bình nhưng không sao, sắp checkpoint. Ô kìa. May nha. Đi lãng vào đường ghê vậy. Cái bình nó lăn khó điều khiển. Được rồi. Được rồi đấy. Bây giờ lái. Được rồi. Lái này. Con kia đi sát thế. Dẫm cả lên đá luôn mà. Không biết là chắc là không có bằng lái xe không ạ? Có bằng đấy. Có bằng gì mà lái ngu đấy. Nhiều người có bằng vẫn lái ngu mà. Ôi trời ơi, chịu rồi. Ra đường thì phải đi cẩn thận. Ok rồi đấy ông ạ. Ồ, hai em gái kia đang nói chuyện. Thấy rồi. Nhìn lên. Với cái bình vỡ này, bên này có thể đi xa đến đâu hả các bạn? Đi đến một nơi, em dám chê cái bình vỡ hả? Đúng. Mới nứt tôi chưa vỡ. Nào đi. Bình tĩnh, đang cua hơi khó. Thị trấn này có vẻ khá là yên bình. Thị trấn gọi là bình yên. Lái đúng đường ha. Bye, ôi, have a great time. Bruh. Thế là bảo đi muôn nơi. Không, không phải đi muôn nơi mà đi ra đây bị rơi. Đi muôn nơi các bạn. Ok, lại nha các bạn. Thế thì mình có chiếc bình mới. Nó hơi cua các bạn ạ. Mình phải đi cẩn thận. Chỗ dốc của nó hơi ngoằng như này. Hơi cong vòng cung một tí. Phanh lại đã. Mình phải chỉnh đúng đường đấy. Được chưa? Ok. Chưa? Rồi đấy. Rồi. Đi.
Ôi dồi, may mình đánh võng nhanh. Dừng dừng, phanh phanh phanh. Phanh 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 phanh. Hành trình này có vẻ cũng khó đấy các bạn. Ơ, có đi sang bên này, đi sang bên này nhỉ? Ô, đi sang bên này đi ông. Ừ, sang bên này, đằng nào cũng thế, mình sẽ phải sang dây bên kia nên mình sẽ đi luôn chỗ này. Đây có dây. Ừ, chỗ kia cũng có dây nhưng mà cái dây nó vẫn dẫn sang bên này. À, phải hết sức là bình tĩnh. Nhiều người nói chuyện, lao xa lao xa. Ui, đỉnh một chóp luôn các bạn. Phanh, 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 phanh. Đây kia rồi, bánh mì kia nữa. Lấy được những mỏ bánh mì chúng ta sẽ có nhiều sao hơn. Nhưng mà mình bây giờ mình chỉ cần gặp người bạn cá vàng, người bạn cá chuồn cuối cùng rồi. Ừ, mình là con cá cuối cùng. Phải gặp lại những người bạn của mình. Yeah, nhảy xuống cái mái này luôn. Bạn này thì cũng có cái môi trường sống na ná bạn cá vàng. Không kịp ăn rồi. Ăn vào mắt. Phanh 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 phanh. Đi luôn sang bên kia, đi luôn sang bên kia. Ok ok, thôi được okay rồi. Ok nhá. Không cần ăn nữa các không bạn. Không cần ăn nữa. Bây giờ bạn bè với mình mới là quan trọng các bạn. Đúng rồi. Tình bạn mới là is the best. Tình bạn diệu kỳ. Những người bạn đang đợi mình à. Mình phải về để có những người chơi cùng với mình. Chứ mình sống một mình ở trong cái bình, trong cái lọ thì nó hơi buồn như con chuồn chuồn các bạn. Ôi, lách lách lạng 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 nhờ. Ok. Đấy. Phanh phanh phanh. Phanh 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 lại. Sau lùm cây là chú cá cực nhây. Ý chỗ kia là cái cổng mở đúng không? Chắc là đi đến đấy rồi. Đây này, đây này, có lối này. Ôi, có một chị đang đứng ở đấy. Em chào chị. Chị ấy có một cái nhà trên cây. À, mình thích quá, sau này mình có nhà riêng, mình cũng thích có nhà trên cây. Ê, hay sau này mình làm văn phòng mới, mình làm ở cái nhà trên cây ha. Cũng thích ha. Có mấy cái cầu trượt, có cái cầu thang lên cái nhà trên cây. Lại có con chim. Con chim cúc cú cú. Con chim ngu ngốc. Con chim. Con chim. Chết chắc con chim này rất thích ăn cá các bạn. Đúng rồi, đi tiếp đi, nhìn xem nào. Đang nhìn đấy không? Ủa? À đây đây. Đây 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 kia rồi. Con chim, các bạn để ý âm thanh nhá. Cái là vạch đỏ là cực kỳ nguy hiểm. Cái bình đây là vạch cam cam này cũng hơi nguy hiểm đấy, rồi. Nó cứ lượn trên bầu trời nhỉ, cái con chim ngu ngốc này nhỉ. Thôi xong. Dừng lại. Nó vừa Ui, đừng vồ nha. Thôi đừng vồ em chị ơi. Rồi, đi sang bên kia, đi sang nhà hàng xóm. Nó nghe thấy rồi đấy không ạ? Cày lắm rồi đấy nha. Dừng đi. Tốt nhất khi nào mà mình có tiếng động mình hãy phanh lại các bạn ạ. Ok, chạm vào đấy cho xong. Quang quang. Quang quang, cái đầu óc, cái quang quang. Bình tĩnh thôi. Cơ hội. Đấy, cứ là nhẹ nhẹ này chạm. Đúng rồi. Cẩn thận. Anh sợ gì con chim. Mấy con chim. Anh sợ gì con chim. Hay rồi. Phải im. Phải shh. Đấy, mình cứ đi từ từ này, nó sắp đến điểm checkpoint rồi các bạn. Rồi đấy. Ta đến điểm checkpoint rồi, ta lại không sợ chúng mày nữa. Xuống dốc có thảm. Ồ, có thảm thật. Nặng thế nhỉ. Sắp ra sông rồi à? Ui, anh thích sông lắm. Nhìn thấy sông rồi. Cái gì trông nó ngu này. Ok. Chứ ai chẳng muốn lan anh nhìn anh biết cách lan chứ. Thôi xong rồi. Thôi xong. Nữa rồi. Một con nữa sắp đến. Không vì gì. Đi tiếp. Điểm checkpoint dưới kia. Chắc vậy. Rồi, đợi cho nó hết âm thanh mình lan một phát ra tới nơi. Bên kia. Sang bụi cỏ rồi. Bây giờ mình rơi xuống đường này phát là mình chết. Ừ. Mình sang bên này. Ok. Đây này. Thấy có cái cầu không? Đi qua cái vòng cắt tông này xong đi vòng lại này.
ghét con chim quá các bạn. Mày mang súng này đi săn với con chim nha. Nó sắp giết anh rồi. Sợ quá luôn các bạn. À, cái cầu ở tận kia cơ. Đến màu cam thì dừng lại. Đúng rồi. Màu vàng vẫn đi được. Màu cam dừng. Mình không cử động gì được mà. Đây phải cực khéo chứ. Dừng lại. Máy ngay trên đầu luôn ấy, ghê thật. Bọn này như kiểu máy bay trinh sát ấy. Sợ là ném bom luôn. Sợ là đập luôn ạ, là lấy móng mình cào luôn. Mình chỉ cần một lần nó vồ là mình chết. Nãy giờ mình cũng gọi là chơi hay chứ. Còn có một lần là vỡ nhưng mà mình cũng vẫn chưa vỡ được. Rồi. Ôi, có hy vọng ấy. Được rồi. Lăn sang bên kia luôn. Mình mà giữ được trước bình vỡ này tới khi mà mình tới kia là mình chưa quá đỉnh luôn đâu ạ. Ừ. Bê Quy Thành và chiếc bình vỡ của anh ý. Bình vỡ là đừng bao giờ khinh thường chiếc bình vỡ. Lăn vào luôn. Nó còn bị như này nữa. Ui kia rồi, dòng kênh xanh kia rồi. Nước kia rồi. Đúng rồi. Lăn trôi đi. Một phát dòng kênh ấy về biển luôn là hợp lý rồi. Đúng rồi. Những người bạn ơi, tôi sắp được gặp các bạn rồi. Nó rơi xuống đây. À, những con chim ở đây là con chim không thấy à? Chim. Không còn chim ở đây nữa, nó có mái che. Những con chim ngu ngốc. Nhưng vẫn khôn hơn Bê Quy Thành. Khôn cái gì, nó làm sao thông minh bằng anh được. Ốc lại nói thế mất quần. Nhào xuống cái dưới này luôn. Sao mình xoay bình lại. À, thấy thông minh nhá. Thấy đâu? Cá mặt ốc thông minh nhá. Ồ, mắc cái chậu hoa thế mà không đi được. Đi. Rồi. Ok. Nó phải chuẩn. Mình nghĩ là sẽ nhảy xuống đấy. Ô, hay thật. Sắp tới sông rồi. Sắp chỉ việc bơi một phát ra biển thôi. Con mà chim nó lại tạt ngay vào bồn tắm. Con chim này nó bắt mình đi tắm. Xả nước ra. Đây chỗ đỏ kìa các bạn. Đấy. Đấy, đấy. Rồi bên nốt bên kia. Đấy rồi. Rồi sắp tràn bờ đê rồi. Mình đi đến nhà nào thì nhà đấy ngập lụt. Rồi nó tràn rồi đấy. Bây giờ là mình bên kia. Oh. Nhảy lên. Có cần nhảy lên không? À bồn cầu. Ừ. Hả, đừng bảo mình phải đi đường bồn cầu nhá. Thế cũng vui đó. Xả nước đi. Chỗ nào xả nước rồi mình sẽ xả đây, nước. Đây xả nước đây. Đây chỗ này trước. À đấy à. Chỗ nào trước chả được. Không, phải từ thấp đến cao chứ mình làm sao nhảy được trên kia. Ống to này mà nó giật ra được. Nhom. Kia nữa. Đâu, bây giờ bồn rửa mặt. Từ nước xem nước dâng đâu đó. Nước vừa dâng đến bồn rửa mặt. Ok đây. Nhom. Đấy là mình giật nước bồn cầu. Không được. Đấy là xả nước chứ đâu phải là ấy đâu. Là giật nước xả đi thôi. Còn đây này bồn rửa mặt xả nốt đi. Thế à? Ừ. Ủa. Cho bồn cầu nó nhiều nước vô. Không nhảy được lên không ta? Không nhảy được lên đâu ơi. Thế thì xem còn cái gì nữa. Trong này thì mình xả rồi. Bơi lên nhảy lên trên bồn rửa mặt đi. Ờ nhỉ. Thử xem nhá, thử. Đúng rồi, nó cao hơn đấy. Ok, chỗ này có vẻ có khả thi hơn này. Nhảy lên bồn rửa nào, mặt. Nào, 1, 2, 3. Đồ ăn hại. Đấy, xả nước đi. Cắn rồi. Cắn như chó luôn các bạn. Cá hay là chó không biết nữa. Rồi bây giờ mình nghĩ là sẽ đến cái đoạn gọi là nhà tắm. Đúng rồi. Buồn tắm đứng. Không, hoặc là đúng rồi. Hay là buồn cầu nhỉ? Không phải buồn cầu. Buồn tắm đứng. Buồn tắm đúng rồi, anh nghĩ buồn tắm đấy. Kính. Phải đẩy cửa vào chứ, chỗ cửa kia kìa. Không được. Thế thì mình nghĩ là đây. Anh phải cắn đúng vào cái tay cầm đúng không? Rồi. Cửa này là cửa mở ra, anh tưởng cửa kéo, anh kéo các bạn ạ. Tới được không nhỉ? Không tới rồi. Ra bồn cầu thôi. Thử lại phát nữa đó. Không được rồi. Yes. Thì,
sau đấy thì mình sẽ xả nước bồn cầu để cho nước nó rút vào bồn cầu rồi mình đi vào đường ống đấy. Hiểu rồi. Rồi nha. Bây giờ bắt đầu nha. Thế là vẫn phải đi đường bồn cầu hả ốc? Ừ đúng rồi, vì đây là đường ống mà. Giật đi, cái này đâu cần phải nhảy đâu. Đâu cần nhảy đâu anh. Kéo vào cái bồn. Khổ quá. Để kéo xuống rồi đi lao luôn vào đấy để cho nó xả nước đi. Kéo xuống. Cắn răng gãy răng không được gì. Hay là nhảy ra cửa sổ nữa không nhỉ? Ờ. Hay là bên ngoài có cái ngay cái bình nước thì hay. Ờ nhỉ, bên ngoài thì có ấy. À có, bên ngoài có cái sông nhớ không? Ừ. Nhảy nếu như sông. Có cái bình nước thì lăn lại thì cũng hay nếu như mà nó sắp xếp như vậy. À. Lại con chim. Cắn con chim. Trả thù con chim. Đúng rồi các bạn ạ. Vậy là tụi mình đã ra được sông rồi. Rồi. Rồi ok. Giờ là cần đi ra sông là ra biển là được rồi đấy. Đúng rồi đấy. Đi. Khu này chắc là sẽ có nhiều quái vật. Trời tối rồi các bạn ạ. Cái gì đây? Một cái hang. À. Thế là phải chui vào cái hang này. Ừ. Nãy giờ mình cứ đi vòng vòng ở đây mình không biết. Gỡ được cái gương gỡ ra. Vỡ hẳn ra đi, cái kia lại còn để rơi trong đấy nữa. Bơ được rồi. Kinh quá. Để tránh ra. Được rồi. Tránh ra lại còn nước cạp nó vào. Úi giời, lại còn bơi kiểu đấy nữa. Trời ơi, có cái lỗ ở đấy, tìm mãi mới thấy. Nó có một cái đường dẫn nước các bạn ạ, nhưng mà nó bị hút ấy, nên là những cái vật cành cây nó mắc. To, nó mắc vào. Rồi, sao tối om này? Buổi tối mà, tất nhiên phải tối rồi. Không lẽ tối lại còn sáng. Ui. Trôi tới đâu rồi? Trôi phát ra biển đi thắng luôn. Ui dồi. Nhảy. Checkpoint đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đến điểm checkpoint rồi. Cắn vào dây đu qua. Ồ. Cần gì cắn dây, nhảy qua được mà. Không cần cắn dây luôn. Cần gì phải cắn dây. Em cắn cứ dây. Làm như cắn dây thì nó sẽ nhìn hoành tráng hơn. Em rơi đập mặt vào làm tường. Làm như tắc răng à? Ờ làm như kiểu cá tắc răng ấy. Thử xem nhé được không. À, cá tắc răng. cá người rừng. Cá rừng. Bơi ra giữa đi để cho nó mắc chướng ngại vật vậy. Đây đang bơi đây. Nhưng anh không bơi ra giữa nên cứ mắc vào cành cây thôi. Đấy mày. Ôi, bơi này thẳng lên cho nhìn nó nhanh. Trước đi. Đây, cắn cái này lôi ra. Ừ, nó là một cái gỗ mục hả? Đúng rồi. À, cũng lôi ra được đấy, hay thật. Mồm bê quy thành cỡ phải là vâu thôi là vâu. Vâu cái gì? Ăn đủ không cần thìa. Rồi, tiếp. Lại phải cắn trong cắn này. Tiếp. Ừ. Mất thời gian chỗ cắn, chỗ này nó hơi lầu ngoắc ngoéo nhưng mà các bạn thông cảm nha. Vì game nó vậy đó. Ok, bỏ ra. Mồm cứ cắn vào mãi. Đói à? Dạ okay, được rồi các bạn ơi. Rồi. Chọn thế nào? Nhìn lên cao đi. À cắn con chim, cắn con chim các bạn. Cắn con chim cho nó bay, cho nó mang mình đi. Đúng rồi. Ui giời. Đằng sau đuôi nó thò lò ra kìa. Nó cắn 10 phát hụt cả 10 này. Có phải cắn con chim không ta? Đúng rồi, chỉ có cắn chỗ con chim. Chỗ này ngó cụt rồi. Lừa con chim. À, 1, 2, 3. Đâm mặt vào cái khúc cây. À. Lên. Đúng rồi. Cắn vào chân con chim. Bay đi chim. Bơi xuống. Lại cắn con chim. Đúng không? Không. Thử cắn con chim chuyện gì xảy ra các bạn. Không đem mình đi đâu ấy. Ơ, sao đến đây lại có miếng bánh này. Mình cũng không hiểu mình đang ở đâu luôn các bạn ạ. Cứ đi theo nước này có nghĩa là mình sẽ lại cắn con chim. Ừ. Mình sẽ đi qua cái dòng chảy này. Không cắn được con chim mà sao? Nếu cắn được con chim thì mình sẽ bơi qua đây, bay qua đây mới dễ dàng hơn, không đi qua được đâu.
cắn. À phải bạn cắn lại mất thời gian cắn cái này. Có nhiều cách để đi qua các bạn ạ. Nhưng mà nếu mà bạn cắn được con chim là sẽ là dễ nhất. Đừng gừ gừ nữa đi. Đây bây giờ là có phải cắn cái này cay lắm rồi các bạn ạ. Mình là cá thì mình phải là chó đâu mà. Okay. Rồi đi được rồi đó. Vẫn cắn nữa hả? Miếng. Rồi. Mấy cái cây này nó đổ ở đây. Gỗ mục. Đây đây đây. Có cả hoa mọc ở trong. Ồ anh chui qua anh không cần cắn luôn đâu. Kìa check boy check boy. Check boy. Pha này về biển cái răng của bên thành cùn đi cỡ. Cỡ 10 cm. Không sao. Một năm sau thay răng mới là vẫn cắn bình thường. Rồi. Ồ. Xuống dưới. Xuống đây dưới. Chắc nhảy qua này. Đừng mà nhảy ra là bãi đất nhá. Bãi đất. Lăn lại. Ủa, đi lối nào? Đây, bên này. À, con chim. Cắn con chim. Cắn chuẩn vô. Đừng có bay vọt qua thì thôi, đúng chán đời luôn. Nó tự thả mình ra không hay là mình phải thả? Ủa sao mình thả là tào lao đấy? Không, chưa chết được ông ơi. Hãy cố gắng đến sự sống cuối cùng. Mày nhá. Cái này như mê cung á các bạn. Mình đi nãy giờ mình cũng không hiểu định hướng đường là mình đi đường nào. À đây đây đây. Ôi con cá này lú nhất trong những con cá luôn. Mình có nên đu dây không à? Chui xuống dưới. Không, toàn đá thôi, không đi được. Ủa, thế này đi kiểu gì? Đu dây. Rồi. Ôi, cá tắc răng thật. Gian nan thế nhỉ? Con này gian nan. Không bằng con cá chuồn, nó còn phải đi máy bay cơ mà. Đúng rồi. Ui giời, con này đúng gian nan và khổ luôn ấy. Tới đâu rồi? Tôi không biết. À, có cái lỗ chắc chui về đây. Kia là nhà thờ à? Ừ, lỗ đâu. Đúng nhà thờ đây. Cắn cái này. Ờ. Cái chỗ nào con này cắn được? Cả sách rồi. À. Con này cắn cả sách các bạn ạ, kinh thật. Chui. À. Cắn thêm cái nữa. Cắn đi. Mình sẽ lôi được ra các bạn yên tâm đi. Rồi, bơi xuống. Tới biển luôn. Gặp các bạn luôn. Ôi không. Và một cái hệ thống thoát nước cũng toàn rác và kim tiêm. Mình nghĩ là nhảy nãy giờ nhảy chỗ này mình cố, nhưng mà mình phát hiện ở đây không có nước. Bây giờ chỉ có tìm cách nào để cho nó bị nước ở đây nó dâng lên. Ừ. Thì chứ bây giờ đừng cho nó thoát nước nữa. Thế thì lấy cái này chặn vào đây được không? Ừ chắc được á. Bơi xuống. Bơi xuống. Nó đang hút vào đấy. Đâu? Nó hút đi nhưng đâu? Nhưng mà anh làm tuột mồm ra rồi. Ok. Một cái là các bạn ạ. Đẩy cho nó nhanh. Mình chỉ kéo về đấy thôi các bạn ạ. Còn một cái đây nữa này. Lấp nhiều ở bên này. Đấy. Lấp xuống tí. Bỏ ra. Đấy yes. Lần này rõ mượt đấy. Nước vẫn chưa dâng. Thế phải lấp thêm à? Nước dâng rồi. Sắp dâng rồi. Đây, còn một cái, hình như có một cái lỗ ở dưới sao ấy. Đây, có một cái này. Biết rồi, còn thế là lấp tiếp vào những cái lỗ đấy à? Xem còn lỗ nào nữa không? Hết rồi các bạn ạ, chắc lấp thêm vào lỗ đấy rồi. Đây, à. Mỗi cái hai lấp. Đúng rồi, mỗi cái hai lấp. Đấy, nước dần ấy. Thêm nốt cái kia đi anh ơi. Nốt cái kia thì chắc mới đủ. Đúng rồi. Không, nước nó không dâng cao lên hơn thì mình cũng không sẽ bơi khó. Được. Rồi, giấu tận đâu rồi? Bên kia thì phải. Đấy. Đây các bạn. Giấu kỹ thế. Màu nó hơi bị ẩn. Bơi qua đằng đấy đâu được đâu, bơi vòng ra kia kìa. Đây rồi, cá bơi ngửa luôn. Y gì mà đổ tiền ấy thế? Đổ tiền hơi ngu, bỡ ngỡ. Đây này, check coi.
Đây đó. Có vẻ như là à cái van này cũng cắn được kìa. Đây, bạn đánh dấu cho mình cắn này. Nhảy lên cắn. Ôi giời ơi. Làm sâu một tí nhảy. Xoay van luôn. Hình như không cứ nhất thiết. Thôi bỏ ra. Không nhất thiết là chúng ta phải là cứ cắn vào chỗ trắng các bạn ạ. Nước dương là được. Màu xanh thì được rồi. Hả? Đừng mở mắt vào đây nhá. Nước đang dâng, nước đang dâng. Nước đang dâng. Bên kia có van nữa kìa. Đi vô sang bên đấy luôn. Sang đấy đấy, kéo van tiếp. Ôi giời. Tưởng cái gì, hóa ra là bọn gì mình tưởng. Mình hiểu lầm rằng là phải cắn vào cái màu trắng nhưng không phải đâu, cắn vào cái nào cũng được. Sau một hồi mình cắn linh tinh thì mình mới phát hiện ra như thế. Đấy. Rồi, bỏ ra. Mình xoay hẳn một vòng luôn. Xanh luôn. Xanh là được nha. Rồi. Mở cửa nào đây? Mấy cái cửa này đóng hết rồi, chắc là phải bơi lên trên thôi. Ừ. Đây rồi, có một cái lỗ này. Có nhiều cái lỗ luôn đấy, nhưng mà không biết bơi không, lỗ cái lỗ này này. Cái lỗ bên này gần hơn à? Ừ. Thứ sang bên này nào. Có thể chặn ờ. Nó khô. Cái lỗ này, những cái lỗ này bị chặn. Ờ từ từ, bên này bơi được. Ồ, à. Hả, giấu à? Giấu làm sao được? Giấu làm sao được, Bùi Quý Thánh. Có nước thì mình sẽ xoay được luôn một vòng. Đấy. Rồi ok, nước lên rồi. Mấy cái này nó sẽ dâng lên và u có tầng 2. Okay. Bên này còn này, bên này còn. Ừ. Đấy. Lên tầng ấy. Game này cũng không khó lắm các bạn. Chỉ là các bạn để ý tinh một ý chút là được. Tinh ý chút là được. Có nước thì mình lại có thể bơi vòng quanh được. Xoay luôn được một vòng. Ừ. Hay quá. Chắc tầng cao hơn lại có cái gì. Ủa. Hệ thống này là không có nữa rồi. Hết rồi. Lên trên cao hơn này. Mình đi bằng thang lên luôn này. Ở đây vẫn còn. À. Ồ. Thế thì ngập hết cái phòng này rồi. Đúng rồi. Nào xoay nào. Thôi chậm đi. Không, mình cắn sai chỗ nên là sai điểm này. Xoay nó sẽ lâu hơn đấy các bạn. Nào 1, 2, 3. Ồ, sao cái này khó xoay nhỉ. Cái này ai, à, cái là này phải ngược lại. Ờ khéo phải ngược. Đúng rồi. Ờ không phải ngược lại đâu bạn. Vẫn phải xoay theo chiều thế. Nó có đà là dễ hơn. Đi tiếp. Bánh mì kia rồi. Ăn bánh mì. Bánh mì xanh luôn đấy chứ. Nhai luôn. Lên trên. Không có gì. Thế thì bên kia vẫn còn một cái nữa. Như thế này. Ừ. Bơi thì quay lại bên kia. Uh-huh. Một con cá rất là thông minh luôn đấy. Mang trí tuệ con người. Oh. Chui được vào đây không? Không. Mắc lưới rồi. Cái này nó là cái phao, mình cắn thủng được cái phao không nhỉ? Hay kéo được xuống nhỉ? Anh nghĩ chắc là chúng ta sẽ đi chỗ này nhưng mà hình như mình làm nước cao quá à? Đúng rồi. À, đây, từ từ. Cái này vặn được đúng không? Đâu. Nó gắn vào đấy mà. Ừ, gắn á. Chưa vào đây được. Không. Mỗi cái đường này mình đi vòng vòng thế mỗi chỗ này có khả năng chui được nhất. Mình có nên đóng van không? Ờ hay mình mở nhiều van quá nhỉ? Nếu mà không có cái phao này thì cái này nó gắn vào tường nó cũng cố định mà đúng không? Không nhưng nó sẽ nâng lên tụt xuống hay sao ấy. Ờ đây, à nó có cái gen đây này các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đây này. Thì cái phao này bỏ đi thì nó sẽ tụt xuống. Bây giờ nước cần phải tụt xuống các bạn ạ. Trời ơi mình phải tháo một ít nước ra. Mình phải xả bớt nước đi các bạn ạ. Trời ơi. Đóng van này lại hả? Ờ. Hay là xuống cắn cái kia ra. Đúng à. Đúng rồi, hay là xuống cắn cái ở dưới ra. Ờ cắn cái thoát nước ra các bạn ơi. Đúng rồi. Bỏ một cái ra. Cắn không lôi ra được các bạn ạ. Thế thì phải đi vặn van rồi. Không cắn được ơi. Ừ. Nó hút mạnh quá rồi. Nên mình đi xả van bớt, khóa bớt van lại. Ừ. Thử khóa van này. Khóa van này cho nó gần. Rồi. Đi ra ngoài xem là nó nước có rút không. Ờ, đang rút thì sao ấy. Đúng rồi. Rút thêm một tí rồi. Bơi qua đi. Bơi qua đi. Ờ bơi được luôn các bạn ạ. Bơi qua luôn đi. Anh tưởng là phải ấy thêm một cái van. Không. Đấy. Nhảy được luôn. Nhảy xa ra một tí nó không cộc đầu. Nhưng quan trọng bây giờ không có nước. Hiểu không? Thế là phải đúng lúc nước vào thì mình phải chui qua đấy được. À anh biết rồi, chúng ta phải xoay, phải ấy thì mới dễ. Phải điều chỉnh lên xuống. Ê bơi ra, rẽ trái nha. Chúng ta phải dây không thôi các bạn ạ.
phải điều khiển, phải bơi đúng không? Đúng rồi, bơi lên bơi xuống như kiểu này này. Đây rồi. Ôi, để cho lên cho. Bơi. Ui, lăn. Chạy đi. Ôi. Vẫn sống các bạn ơi. Trời ơi, may. Trời ơi. May quá mình kịp chui vào các bạn ạ. Mình tưởng là mình đã chết. Thật là ảo diệu. Máy qua chỗ đấy kịp có nước, nó xả từ cái đường ống lên trên xuống. Nó đen xì chỗ đấy, mình tưởng mình chết rồi cơ. Ống trên được, làm sao mình chết dễ thế được. Chết boy kia kìa. Lăn, à, nhảy vào cái hố nước hay sao ấy. Ồ, nhưng mà đây không, mình vừa chết boy đúng không? Ừ, chết boy rồi. Hai từ hai cắn này. Không phải, nhảy lên ngoài hố nước ngoài kia, em nhìn thấy những cái vết nước rất to, vết ổ gà ấy. Ai. Và chết boy ở ngoài kia. Lăn. Cá dễ chết. Rồi lại nhảy lên, lại lăn sang checkpoint ở cái lỗ kia. Cẩn thận ô tô. Ôi rồi. Nguy hiểm quá, sao lại đường có ổ gà như này mà mọi người vẫn đi rồi, được ta. Rồi, tiếp. Ôi giời, con xe nó vừa đi qua. Qua đầu mình luôn mà. Đây, vào ống. Rồi, an toàn rồi, không có sợ bị xe đâm rồi. Giờ bây giờ đi đường nào đây? Có vẻ đi bên này. Đây, bên này có checkpoint, em thấy checkpoint trên đầu. Yeah. Đây rồi, bên kia nữa. Ui, ô tô sợ. Thò lò mặt lên ô tô chạy đến đã chết to. Không. Vẫn sống. Bên kia đấy. Okay. Trời đang mưa rất to các bạn ơi. Con này là sóng gió quá, sợ sao tai nạn thương quá. Làm xe đi này. Ok. Một rồi. Ôi giời ơi. Ui. Tí nữa bay thẳng vào đầu ô tô luôn đấy. Ôi giời. Bay thẳng. Đừng dẫm em. May mà trời nó cũng mưa đấy. Ờ. Nếu mà trời lạnh, trời nắng thì là thôi mình chết ngắc ngoải. Yahoo! Rồi đi đâu đây? Bơi theo men đây. Ngập lụt rồi các bạn ạ. Đây rồi, chỗ này. Đường ngập lụt rồi. Đi sang đường khác lại nhảy ổ gà khác. Đây có cái ống, cái cống. Cắn bỏ cái này là bình thường phải đi móc cống ấy các bạn ạ. Đúng không? Đúng rồi. Không mà sẽ bị tắc đấy. Đấy, tắc thế. Như này đang bị tắc nè. Đấy, nên là đừng vứt rác ra. Trời mưa là phải có công nhân dọn dẹp, không thì tắc đường. Ê ơi. Như nào nhỉ? Để chú xem bên này nào. Ủa? Chắc là vẫn vậy thôi. Ủa, anh nhìn được bên trên luôn đó bạn. Ừ. À, mình sẽ chui trong phải. Dạ. Mình như mình có lợi dụng được góc nhìn. Mình như có hack game ấy các bạn. Còn mình bay trên mặt đường cho nó oách. Oách thật đấy chứ. Ui dồi ôi, môn thể thao mạo hiểm. Cày thật đấy à. Nào, oách phát nữa xem nào. À, ok. Lần này mà bị đâm nữa đúng suối luôn này. Nào. Ui, ô tô đi qua đầu rồi hả? Nhưng mà nó kiểu nó có gió ấy. Khi ô tô đi qua nó có gió nên là nó sẽ cuốn mình đi lại dễ hơn. Ôi xa. Mưa đường nó trơn luôn. Nó mưa thoải loài. Ok. Nào, bắn này bay cho nó siêu cao. Mình gây tai nạn luôn mà. Mình gây tai nạn mà. Ôi trời ơi. Trời ơi. Có một cái tai nạn ô tô ở đây ư. Ông kia uống rượu lái xe kìa. Tập trước ông kia là uống rượu. Mình đã thảm họa nhân loại rồi. Nhưng mà thật ra mình đã vượt qua được cái màn này. Chúng ta đến với màn tiếp theo, level 3. Rồi các bạn ơi, mình gây tai nạn luôn. Một con cá rất là ngáo đá luôn. Yeah, đến luôn đi. Rồi, sắp được gặp những người bạn của mình rồi. Hospital, bây giờ mình vừa gây tai nạn mình phải đến bệnh viện. Hả? Ừ. Sao cá được đi bệnh viện luôn hả? Đúng rồi, bệnh viện chữa cá gãy xương. Cá gãy xương. Từ cá ô tô tông. Đây rồi, mình ở trong này à? Rồi. Ui, mình ở chữ lạnh à? Nhìn vào trong xem nào. Ồ, mình lái xe đi ốc ạ. Ồ không, hình như mình đang trong thang máy. Rồi, mình lái ra. Mình lái ra đây này. À không phải, một cái kho dụng cụ y tế. Ui, một quả. Anh Thanh nhìn thấy không? Một quả tim đeo đến để ghép tim. Chứ giờ mình. Và Thanh vừa văng quả tim ấy ra ngoài. Đi rồi, đi sang bên kia kìa. Mình được chữ đóng băng rồi. Ờ nhỉ. Trong này là thùng chữa nội tạng. Đấy. Quanh lại, ok. Trượt theo cái này băng truyền. Mình sẽ đi sang bên này, đúng không? Ừ. Đấy, sau đó thì mình sẽ
trượt xuống và đi đến checkpoint. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. Quả tim gì đấy? Tim lợn à? Tim người, người ta ghép tim mà. Ờ, nhưng mà tim này tim như đồ chơi á. Thì ghê, người ta chỉ làm vậy cho nó đỡ ghê, chứ bây giờ cầm quả tim thật ghê chết. Rồi bây giờ đi thôi các bạn ơi. Lần đầu tiên cá đóng đá mà vẫn sống được, cá này gọi là bất tử hộ thân. Bên trong nó là nước. Ôi, mà. Đi nhầm, đi nhầm. Bên kia, kia có cái đường ống thông gió kìa. Ừ. Sắp tan rồi Úc ơi. Và đường thông gió nó sẽ qua đây. Trơn quá, băng nó trơn lắm em tưởng tượng đấy đấy. Thôi. Nhưng quá. Mà à đi qua kia nó tan đấy, mình đi qua nhiều đi qua cái máy sửa ấy. Là tan hết ra là thôi là đi đấy. Và đường ống này nó lạnh hay sao ấy? Ui trơn luôn. Gọi là trượt, gọi là cực mượt. Rồi. Nhanh thật chi, tại vì nó là băng mà. Như kiểu chơi cầu trượt ấy nhỉ các bạn nhỉ? Bây giờ mình ngồi vào trong này mà mình người thật mình trượt mình còn thấy vui. Không, em chẳng thấy vui, em ghét không gian hẹp quá như thế này. Máy sưởi, máy sưởi. Máy sưởi, xèo xèo. Ui máy sưởi. Máy sưởi phải chấp nhận thôi không? Thích to rồi. Đi qua đây, xa xa máy sưởi vẫn ok. Đây 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 đây. Không phải được luôn mà nó trơn. Tiếp tục trượt các bạn này. Cái tảng băng của mình càng ngày nó càng bé, đến khi nào mà nó vỡ cái bên trong là thôi. Đó, sao đi chậm này. Đến khi nào mà mình bị hết cái rìa bên ngoài là thôi xong, xin vĩnh biệt cụ luôn. Đúng rồi đấy. Hãy cố gắng checkpoint nhiều nhất có thể. Làm lộ cùng phèo nữa. Ui giời. Con này là hành trình mình thấy gian nan và khổ nhất đấy. Con cá chuồn mới ghê. Con cá chuồn thì cực khó. Mình không thích con hành trình con cá chuồn. Rơi xuống ghế rồi rơi xuống thảm. Sắp vỡ rồi, rơi xuống ghế đi. Rồi, rơi xuống thảm. Trời, cái thảm để chân ở dưới thì không rơi. Đây. Hành trình cực gian nan. Bệnh viện đấy. Tới hẳn bệnh viện buổi, luôn buổi rồi. Tối nên ít người đi khám. Rồi. Đây rồi, cửa này. Cửa nào nhỉ? Cửa bên phải. Who interrupted my surgery practice? Cái gì đấy? Don't hide. Watch. Bảo vệ, bảo vệ. Ủa, lên dốc sao đi? Trốn, trốn ông bảo vệ. Ừ. Come out, wherever you are. Ủa, ông tìm mình à? Ừ, trốn, trốn. Vì ông mới thấy tiếng động mà. Què tay. Đi. Đây này các bạn này. Để trái, chính xác rồi, để trái. Mình nghĩ là mình không mở được cửa. Mình sẽ phải đi theo hướng exit. Đúng rồi. Bánh mì. Thôi giọt khỏi đi, bánh mì khỏi đi. Được cửa này. Sẽ phải. Cửa màu xanh nước biển này này. Thấy khe khe này mở được rồi. Dạ. Checkpoint ngay kia. Không sao, Kim nhảy đến checkpoint đấy ông ạ. Không đâu. Kim lấy checkpoint thôi. Được của nó đấy. Mình sẽ phải đi xuống dưới này hả ông? Đúng rồi. Đúng rồi. Không sợ đâu, không sợ vỡ đâu. Con này báo thật. Cực báo rồi. Đi ra ngoài. Ủa không đi được. Rồi chắc vẫn phải đi cái đường cầu thang thôi ốc ạ. Ừ. Không có một cái đường nào đi, mình không thể quay lại. Ông kia ông bắt mình đấy. Bình tĩnh. Phanh. Ui lần này có vẻ đi rồi. Lần này. Lúc nãy bị mắc. Rồi. Đây rồi em ơi, checkpoint đây rồi. Ồ, cứ thấy checkpoint là cảm thấy nhẹ hết lòng. Dạ. Đấy rồi. Quá trời nhiều máy sưởi rồi. Đi hướng nào đây ạ? Đi bên này không có máy sưởi. Tàn hết cả đá. Để trái. Trơn quá, phải phanh. Trơn, nó hơi trơn. Băng mà. I must get back to my work. Để phải. Please come out. Ông kia ông cứ tìm mình rất là khó luôn ấy. Ông ấy muốn phẫu thuật mình. You can't hide. Đây, đi vào đây.
đi vào đây. Chuẩn bị vào phòng phẫu thuật đấy. Ông ấy vẫn đang đuổi mình các bạn ạ. Nhưng mà mình nhớ không nhầm thì checkpoint ở bên phải, ngay chỗ này thôi. Đấy là bên trái mà. Sao có thể nhìn sang bên, nói mồm bên phải mà nhìn sang bên trái vậy trời. Anh nhìn để cho chắc chắn. Nhớ là nhớ bên phải rồi, nhưng mà mình nhìn nhớ đâu nó lại ở bên trái, do lúc mình đi ra chắc chiều sao để đó. Ảo thế. Rồi, cuối cùng đã qua được đây. Dễ trái. Mình sẽ phải đi ra đây như kiểu là đi ra khỏi bệnh viện ấy. Đúng không? Đây đúng không? Chỗ này cũng có kính không đi được. Phải đi ra đầu ngoài này. Đúng rồi, dễ phải các bạn. Có cái cửa. À có cái cửa kia, có cái cửa kia rồi. Ông sắp đuổi được mình rồi các bạn. Lao vừa vừa thôi. Đi từ từ thôi các bạn ạ. Chắc ông ấy không đuổi được mình đâu. Don't hide. You can have surgery too. Ông cứ bốc phe. Đừng có bốc, à nhầm, đừng có trốn, mày cũng phải phẫu thuật đấy. Không phẫu thuật đâu, tôi chỉ là một con cá thôi mà. Xuống cầu thang. Ông ấy vẫn. Chuẩn luôn. Đi vào kia. Đi vào đường ống luôn. Mày không vỡ các bạn. Rồi, ông ấy chắc không đuổi nữa đâu nhỉ? Anh cũng không biết nữa, nhưng có vẻ không đuổi đâu. Ông không đuổi đuôi nữa. Ông ấy rồi. Ôi, đến đây là sống rồi các bạn ạ. Cứ đến trượt trượt này là hẳn một quãng đường dài nữa. Sẽ không gặp ai và không có gì nguy hiểm cả. Con cá này đóng băng lấy oxy đâu mà thở nhốc nhỉ. Đúng là game hư cấu thật. Ờ ha. Ôi, nhảy vào bồn. Nhảy vào. Ui nhảy được cao thế. Ui. Vẫn sống. Bơi lại. Nghị lực thật đấy chứ. Xem có phải cắn cái gì không? Bịch máu kìa, nhóm máu AB. Cắn bịch máu cho máu rơi xuống à? Úi dồi, chỗ này là gì có nước? Thế rồi. Hai anh nhảy ra đây nhỉ ông nhỉ? Các bạn ơi, mình nghĩ là chỉ có cách cắn bịch máu thôi, không không có thể làm gì khác. Rồi, cắn đi. Rồi, cắn cái ở dưới nữa. Đấy, úi dồi, cá bơi trong máu. Kinh quá. Cắn đi, hết rồi. Bây giờ rồi, mình bên kia nữa, bên kia nữa. Có một cái bịch máu treo bên này. Nhảy. Ok. Đấy, đúng rồi. Cắn. Rồi, cắn nốt bịch kia. Phải nhảy sang bịch kia à? Ừ. Không phải, cắn nốt hai bịch. Không cần đâu các ạ. Cần cái gì? Chắc phải cần đấy. Cắn nốt hai bịch ra. Và phải làm nó kiểu dâng hơn, cao dâng hơn. Gì? Ấy, 1, 2, 3, thử cắn mấy cái tủ xem được không bạn. Không cần phải cắn cái đỏ đỏ các bạn ạ. Thế là nãy giờ mình không biết. Trong đây có nhiều máu lắm kìa. Lôi người về. Đấy rồi. Cắn nè, lôi nữa đi, được rồi. Ok đấy. Không, được rồi. Bây giờ mình có thể đủ xa để cắn rồi các bạn ơi. Sao chả thấy máu ra nhỉ? Nó ra rồi đấy. Cắn tiếp đi, những cái túi khác. Ra rồi đấy. Rồi, có vẻ như được rồi. Máu cái càng kia. Nhiều mình càng thích các bạn ạ. Bây giờ nó... Nó sẽ dâng cao lên và làm mình bơi được. Rồi, mình chỉ cần cắn thủng là được các bạn ơi. Là nó tự rồi, ra. Rồi, nó xẹp rồi. Đấy. Đấy, ok. Tiếp bên kia đi. Cái những anh mở ra rồi đấy. Có nhiều tủ mở ra rồi đấy. Mà sao không ấy. Mở nốt tủ này đi. Đủ chưa? Bây giờ là bơi. Mở cửa. Mở cửa hay là bơi qua? Chắc là phải mở. Được rồi đấy. Ua. Chết coi kìa. Mình làm một phát cái bệnh viện này đỏ ngòm luôn rồi các bạn ạ. Game đúng này. Là chỉ có trong game. Chỉ có trong game thì mình còn cá mới còn bất tử hộ thân như này. Rồi. Bên này. Laundry. Những cái sọt này để đồ giặt là các bạn ạ. Đây, đi bên này. Chỗ nào bơi được mình cứ bơi tiến thẳng về phía trước. Rẽ trái vì cửa này mình không mở được. Mình sẽ rẽ phải.
cửa hé này hay là đi vào tiếp hành lang kia nhỉ? Ừ, đi vào đây rồi. Lách qua đây. Nice. Ủa? Một cái van. À, mình sẽ cắn cái này các bạn ơi. Đúng rồi. Ui giời, rồi. Xả nước, ngập luôn rồi. Bơi ra đi, bơi ra đi. Ờ, đây còn mấy cái tủ này để làm gì nhỉ? Mình có cần nhất thiết là phải mở ra không? Không, không có gì. Trong chả có gì các bạn ạ, à. Để mình chui xuống, đó ngon. Không có gì đâu, đi ra tiếp đi. Có cái gì, dụng cụ gì kìa. Chổi quét với cả ấy thôi. Đi hướng này đúng chưa? Đúng hay rồi, đúng rồi. Hai mẹ đang nghi ngược lại, đúng là không, đúng rồi, rẽ phải mới đúng. Ồ, cửa exit đây này. Ấn vào nút để mở cửa. Dạ. Yeah. Cái nút này là cửa phòng phẫu thuật đấy. Thang máy, thang máy, thang máy đeo ạ. Nhảy lên. Yeah. Rồi. Chịch bòi luôn. Ông này bảo what the. What the hell, cái gì đây? Sao lại cả bệnh viện luôn, lênh láng luôn. Ôi, trôi cả bệnh viện luôn. Con cá này cực báo. I believe I can fly. Sao lại hợp lý quả bí nè. Bơi tiếp bên kia. Xả nước đi, mình đi mình phá hoại khắp mọi nơi. Bắn mình đi, thiếu dưới áp suất. Áp lực chứ. Trời ơi, mình không biết mình tới đâu đây các bạn. Đầu mình dần rồi. Rồi chóng hết mặt rồi. Sang bên cạnh rồi, nhìn thấy bùn bùn ấy. Ra biển rồi. Mình đã gặp được những người bạn của mình chưa? Đây rồi. Tình bạn Diệu Kỳ. Tình bạn Diệu Kỳ. Mình lại gặp. Ui, đang buồn buồn thì thấy bạn cá tưởng mặt mơ. Quỷ tưởng mình mơ. Mình ngáo ngơ. Ai ngờ mình gặp bạn mặt quỷ thật. Bốn người bạn tung tăng gặp nhau rất là vui vẻ. Đúng rồi. Rồi. Và ra đến biển gặp con cá mập đợt một phát hết cả bốn bạn. Trời ơi, kết la xẻ thế không? Em nghĩ là cái kết không ai nghĩ ra được luôn. Thế bây giờ làm như nào? Đi thôi, cá mập bảo là chúng ta cùng đi, let's go. Let's go, chúng ta đi khám phá đại dương thôi. Wow. Đây gặp cá mập này. Cá mập, các bạn đang đi khám phá biển, đang vui chơi giải trí. Ôi, có rất nhiều những người bạn cá khác với nhiều màu sắc rất là đẹp. Đúng rồi. Các bạn đang bơi tung tăng rất là chill. Bỗng nhiên các bạn lại bị lưới đánh cá đánh lại. What? What the? Tại sao không chung được chúng ta bơi ra biển đi lại bị kéo vào lại văng về bán cá cảnh. Đúng xong rồi. Lại hành trình đi giải cứu cá. Chúng ta có một cái phần final các bạn ạ. Có lẽ mình sẽ để phần final ở lần sau nha. Final là gì? Thôi vào xem tập nào. Cuối cùng. Tập cuối à? Ừ. Ok rồi các bạn ơi. Có lẽ bây giờ chắc là tụi mình dừng lại đây thôi. Vì tụi mình đã hoàn thành xong cái tập này rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong video sau nhá. Còn bây giờ xin nhớ chào. Nhớ xem tập cuối nha. Bye bye. Tập cuối đó. Like thật nhiều để tụi mình làm tập cuối luôn. Bye bye.